Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, tuyệt tác nghỉ dưỡng bên bán đảo Sơn Trà của kiến trúc sư tài ba Bill Bensley đã đưa khu nghỉ dưỡng này trở thành top đầu thế giới trong nhiều năm. Nối tiếp thành công là tuyệt tác trên núi Hotel de la Coupe M Gallery đã tạo nên một kỳ quan mới trên thị trấn bé nhỏ Sapa. JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa đã tạo nên một câu chuyện sống động như thật, như mơ giữa đồng bằng Phú Quốc. Sau những thành công vang dội, phù thủy kiến trúc tài ba sẽ tạo nên tuyệt tác nào? Chào mừng quý vị đến với thị trấn Địa Trung Hải. Kính thưa quý vị, hãy tự đặt câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi những tác phẩm nghệ thuật kinh điển nhất của những nghệ sĩ lừng danh nhất trong kỷ nguyên phong cách nghệ thuật Mid-Century Modern cùng hội tụ trong một bảo tàng nghệ thuật nguy nga. Hãy cùng chúng tôi khám phá một biểu tượng mới tiếp theo của tập đoàn Sun Group tại đảo Ngọc Phú Quốc. Trong sắc xanh của biển trời đảo Ngọc, thị trấn hoài cổ Địa Trung Hải với phong cách châu Âu cùng lối kiến trúc cổ kính đã tạo nên một vẻ đẹp khác biệt giữa biển trời Phú Quốc. Một công trình được ví như trái tim của Địa Trung Hải được tạo ra từ bàn tay tài hoa của kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley với triết lý tạo ra công trình luôn hài hòa với cảnh quan hiện có, giống như nó đã sẵn có ở đó, để mỗi tác phẩm là một sự hòa quyện với kiến trúc và cảnh vật xung quanh. Cũng không ngoại lệ khi công trình hiện thân như là một phần không thể tách rời của thị trấn Địa Trung Hải. Lưng tựa đồi, mặt hướng biển và các tông màu xanh là những màu sắc đặc trưng của biển trời đảo Ngọc. Đó chính là bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery. Thoáng nhìn qua Sun Signature Gallery, nhiều người đã liên tưởng tới tòa lâu đài Chartres de Sion với hơn 700 năm tuổi đời đẹp nhất Thụy Sĩ, là niềm cảm hứng bất tận cho thơ ca và điện ảnh, trở thành một bảo tàng để trưng bày những giá trị độc đáo nhất của nghệ thuật kiến trúc Mid-Century Modern giữa thế kỷ 20. Có thể thấy phong cách Mid-Century Modern vô cùng gắn bó mật thiết với vùng đất Địa Trung Hải khi sử dụng những sắc màu đối lập, và giữa thiên đường giao hòa trời biển và những công trình đa sắc màu của một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Phú Quốc thì Sun Signature Gallery là một mảng màu mới lạ nhưng vô cùng hài hòa để kể lại những câu chuyện đầy lãng mạn về một thời vàng son của nghệ thuật và kiến trúc giữa thế kỷ trước. Hãy cùng tôi bước vào khám phá một công trình là tổng hòa giữa kiến trúc và nghệ thuật, giữa sắc màu và những đường nét lãng mạn, là một điểm check-in mới không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi đến với Phú Quốc. Xin mời! Qua bàn tay tài hoa của Bill Bensley, phong cách nghệ thuật Mid-Century Modern đã được khắc họa rõ nét qua những hình khối đặc trưng, những đường lai sắc nét, những vòm cong của cửa và bảng màu với những gam màu sáng có tính tương phản cao. Đúng như tên gọi gallery, toàn bộ tầng trệt giống như là một cuộc chơi đầy sắc màu. Những màu sắc rực rỡ tương phản đặt cạnh nhau tạo nên một cuộc phối ngẫu đầy phá cách. Những bức tường tại nơi đây giống như những bức tranh khổng lồ được chắp bút bởi một họa sĩ đầy chấp niệm với những bảng màu vô cùng sặc sỡ. Cuộc phối ngẫu đầy phá cách này tưởng như là ngược lối, nhưng lại tạo ra một sự hài hòa vô cùng bất ngờ dành cho Sun Signature Gallery và biến mỗi góc tại nơi đây trở thành một điểm check-in đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, Bill Bensley cũng đã thể hiện biệt tài sắp đặt. Dấu ấn của các nghệ sĩ, ngôi sao Hollywood giữa thế kỷ trước cũng đã được kỳ công tạo dựng bằng những tranh ảnh, vật phẩm, họa tiết trang trí vô cùng sắc nét, mang âm hưởng hào quang thời đại. Và đây là một góc nhìn đầy đủ và toàn diện nhất về sự phát triển bùng nổ của đảo Ngọc Phú Quốc thân yêu. Với mô hình 3D độc đáo, Sa Bàn là một điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery. Và một minh chứng rõ nét cho chủ nghĩa nghệ thuật Mid-Century Modern đó chính là khu vực Gift Club này. Sự dịch chuyển từ màu sáng sống động sang những màu ấm, nóng và đậm dần như là màu vàng của nắng, màu hồng phớt, màu vàng kim, màu xanh lam ngọc đã mang đến một không gian thị giác vô cùng ấn tượng và cũng thể hiện rõ chức năng của một khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em.
sự kết hợp giữa nghệ thuật và màu sắc. Thì tầng 2 là không gian triển lãm để tôn vinh những kiến trúc sư đại tài của phong cách kiến trúc mid-century modern. Và một trong số đó là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, một niềm tự hào của Việt Nam với sự kết hợp giữa triết lý Á Đông và phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Những phòng họp VIP thì lại ghi dấu ấn của những tên tuổi lừng danh trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Điển hình là George Nelson, cha đẻ của những thiết kế nội thất mang tính biểu tượng của thế kỷ 20, hay George và người vợ tài hoa Ray Ames là những người đã truyền cảm hứng cho kiến trúc hiện đại ngày hôm nay. Còn phòng họp nhỏ thì lại lưu giữ những dấu ấn của những nhà thiết kế vô cùng xuất sắc như Alexander Jura, Alan Gray hay Robert Stewart. Và đặc biệt tại tầng 2 của Sun Signature Gallery, để giúp cho khách hàng và du khách có thể hình dung được toàn bộ hệ sinh thái mà Sun Group đã dày công kiến tạo hơn 6 năm qua tại Phú Quốc, chúng tôi đã dành một không gian để tạo thành một khu triển lãm nghệ thuật về tranh dự án. Những bức tranh bằng đá quý, những bức tranh sơn dầu đã được chúng tôi khéo léo sắp đặt để hài hòa với kiến trúc tổng thể nơi đây và vẫn thể hiện được những nét đặc trưng riêng của từng dự án. Sun Signature Gallery chính là ballroom, phòng khánh tiết nơi chúng ta đang có mặt ở đây. Đã có rất nhiều những mỹ từ để miêu tả về vẻ đẹp của ballroom này. Có người thì nói với chúng tôi rằng nơi đây giống như là một thánh đường vậy. Còn có khách hàng thì lại miêu tả rằng nơi đây giống như là một viện bảo tàng nghệ thuật. Đối với giới nghệ sĩ thì họ đã miêu tả rằng nơi đây giống như một nhà hát kịch vậy. Và thời gian gần đây thì chúng tôi lại nhận được thêm một mỹ từ nữa. Đó chính là nơi đây giống như một cung điện hoàng gia. Quả đúng như vậy, với trần cao 22m, sức chứa lên đến 1.000 người. Toàn bộ không gian được thực hiện bằng tay với những viên đá nhiều màu sắc, hệ thống đèn chùm lớn với mỗi đèn nặng hơn 500kg, có những chi tiết làm bằng vỏ sò tự nhiên và pha lê quý hiếm, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại bậc nhất được điều khiển bằng những thiết bị thông minh có thể xoay 360 độ, đánh sáng nhiều hướng khác nhau. Ballroom cũng mang đậm phong cách cổ điển, phảng phất nét kiến trúc Gothic, được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ và sang trọng, rất phù hợp để phục vụ cho nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau. Và chính điều đó sẽ giúp cho Sun Signature Gallery chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của những sự kiện, những lễ hội nghệ thuật quy mô đẳng cấp quốc tế ngay tại Phú Quốc. Và tất nhiên, đây là nơi cho bạn cái nhìn toàn cảnh về thị trấn Địa Trung Hải, đa sắc màu, độc nhất và ấn tượng tại Phú Quốc. Với tổng mức đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng, Sun Signature Gallery sẽ trở thành công trình biểu tượng tiếp theo trong hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group. Ta bắt gặp ở đây sự giao thoa và cuộc hội ngộ giữa nghệ thuật kiến trúc, nội thất và hội họa, giữa nét văn hóa Đông và Tây, giữa cổ điển và hiện đại. Dường như tất cả những hình khối và màu sắc từng tồn tại trên thế gian này đều được hội tụ về đây. Tất cả những suy nghĩ phức tạp và sức sáng tạo vô biên của con người đều đã được vận dụng để tạo nên không gian nghệ thuật đầy cầu kỳ này. Và siêu phẩm kiến trúc này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm phải đến, một công trình biểu tượng kiến trúc và điểm đến must go dành cho bất cứ ai trót say đắm vẻ đẹp của đảo ngọc thiên đường. Sun Signature Gallery chính là một tạo vật xinh đẹp hòa quyện với bối cảnh xung quanh, mà dường như thể là từ khi thai nghén thì Sun Signature Gallery đã chứa đựng toàn bộ linh hồn phồn hoa của phía nam đảo ngọc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào.